Ready? I'm humped. Everybody make man a stormer bin. No, he made them jump for the come in, come in. Step, step, jump, jump, bam, bam. Dạo này sao ế khách thế nhỉ? Từ sáng đến giờ mà không có một mống khách nào vào hỏi thăm chứ. Tất cả chỉ tại cái con mụ phồn thôi. Tự nhiên mời mình ăn trứng vịt lộn mà nó lại bảo sale họp 50%, đâm ra mình mới nổi máu tham sơi ngay hai quả. Thế là nó đen thế chứ lị. Ui xồi ôi, đúng nè, mùng một vớ phải mụ phồn bán cho chục trứng vịt lộn rất ngon, ăn vào chợt thấy hơi lo. Ê, làm cho cả tháng chả có khách khứa gì cả. Thôi được rồi, đốt vía vậy. Thôi, đốt vía. Nhà có chó không ạ? Ôi, đốt vía linh thật ý. Vừa đốt cái là khó khách ngay. Ê, nhà không có chó nhưng thầy thì có một thằng đang ngồi chơi gành. Vào đi, vào đi. Vào. Dạ. Dạ. Chào thầy ạ. Chúng con chào thầy ạ. Ê, ngồi. Dạ vâng. Dạ. Ngồi đi. Thế hai vợ chồng nhà này đến đây là thể thầy xem cái gì? Tướng mặt này, tướng bàn tay này, tướng pháp này, phong thủy này, hay là bí ẩn cuộc đời? Dạ dạ không ạ. Dạ dạ xin trình bày với thầy ạ. Ừ. Dạ nhà con đẻ được 4 đứa con. À. Nhưng mà toàn con gái thầy ạ. Ờ. Bọn con cũng đi hết viện nọ viện kia. Ừ. Rồi bác sĩ này thầy thuốc nọ mà chả ăn thua gì cả. Cũng nghe tiếng thầy là cao tay. Ừ. Thì hôm nay vợ chồng con đến là nhờ thầy cúng xin với thần linh cho bọn con đẻ được thằng cu ạ. Ừ. Thế tôi hỏi sao anh lại thích thằng con trai? Thầy để con trai nó mới khoái chứ thầy. À. Ngày Tết ngày lễ dỗ chạp bố con quây quần chén chú chén anh cụng ly nâng lên đặt xuống. Ừ. Chứ đẻ con gái suốt ngày nó cấm mình không bia không rượu, nó sợ mình mỡ máu tiểu đường. Ừ. Ừ. Mà suốt ngày nó cắm đầu ăn tỉ tỉ. Đúng rồi. Nhớ có trộm cướp hay là tranh chấp đất đai, bố con còn kề vai xông ra chiến đấu. Chứ con gái nó cắm đầu một góc, nó khóc tỉ tỉ làm ăn gì. Ừ. Một thân một mình xông ra, nhớ đâu ăn một nhát, làm thẳng cẳng ở đấy thì... Nói ra chán lắm thầy ạ. Ừ, đấy, thì báo cáo thầy đây, chồng cái này mà đẻ 4 vịt rời. Ừ. Cả mẹ cả con cứ đần đẫn đần đẫn. Ừ, thế tóm lại là anh muốn gì? Dạ, đây ạ, dạ. Thì ăn cỗ còn được ngồi mâm trên. Vâng. Ra đường thì còn được ngẩng mặt lên nhìn trời. Ừ. Ê, nói đi nói lại, con hôm nay đến đây nhờ thầy. Ừ. Là cho vợ con một thằng cu. Này, ăn nói bố láo, không được ăn nói như thế. Thầy là thầy, không bao giờ cho vợ con thằng cu được. À, con nhỡ mồm ạ. Ừ. Ý con là thầy cúng xin các thần linh cho vợ con đẻ được một thằng cu. Nói thế nghe nó còn được. À, vâng. Dạ. Thế còn chị này sao lại thích thằng con trai? Dạ vấn đề nó thế này thầy ạ. Con sợ đau lưng lắm rồi thầy ạ. Ừ. Hay quá. Tức là đẻ ra thằng con trai để nó đâm lưng, nó xoa bóp cho. Này, cái đấy một con gái nó làm còn hay hơn. Dạ không phải vấn đề đấy đâu ạ. Vấn đề ở đây là chồng con cứ mỗi lần đi uống rượu về là đánh chửi con vì cái tội không biết đẻ đấy ạ. Đấy, tuần trước là vợ chồng con định đến cửa thầy rồi, nhưng mà con bị chồng con đấm cho tím bầm lưng lại, chặt hết cả chân lên. Ai ở đây đấy ạ? Cho nên chưa đến được, hôm nay mới đến được. Lắm mồm đấy. Đã không biết đẻ cả lắm mồm. Bẹp xả bẹp xẹp. Cái anh này xử lý như thế là không được. Dạ. Vợ là phải dạy là đúng. Dạ. Nhưng nó không biết đẻ, phải đánh vào cái chỗ nào nó không biết đẻ. Dạ. Tại sao cứ bạ đâu đánh đấy là thế nào? À. Đây. Tên gì? Dạ con tên Nhộng ạ. Cả họ cả tên? Dạ Trần Như Nhộng ạ. Ồ. À. Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 37 ạ. Quê quán? Dạ, Quất Lâm ạ. Ui, hay dạ. Quá. Này, thế chồng? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 32. 32 ạ? Dạ. Thế nghề nghiệp? Dạ, con phi công ạ. Thế 32 với 37 thì phi công là đúng rồi, còn gì nữa. Thế quê quán ở đâu? Dạ, con Đồ Sơn ạ. Úi trời ơi, trai Đồ Sơn lấy gái Quất Lâm như canh xương ống với nước hầm thịt ăn. Thế là thế nào hả thầy? Thế là nó ngọt thịt đấy. Không biết à? Tivi người ta quảng cáo đầy ra đấy. Ngọt lắm. Thế anh tên gì? Dạ con họ lại tên thân ạ. Cả họ cả tên thì nó mới thiêng. Ngại quá. Ngại cái gì? Lại khỏa thân ạ. Thôi coi, không vừa nữa. Dạ. Bây giờ đặt tiền đi. Dạ, thế đặt bao nhiêu ạ? Ui xì, cô này hỏi thế mà cũng hỏi. Thần thánh có bao giờ tiêu tiền đâu. Vâng ạ. Quan trọng là mình là lòng thành nhé. Dạ. Lòng thành nhiều thì nó lại thiêng nhiều. Vâng ạ. Dạ. Lòng thành ít thì vẫn thiêng nhiều. Dạ, thế, vâng thế thì, dạ đây ạ. Còn bao nhiêu này? Hai loét. Dạ. Lẻ lượn. Ở đây nhá, khấu cửa là 5 lét rồi. À, từ từ. Dạ. Dạ, dạ con trình thầy ạ. Ừ. Thầy ơi, bây giờ con sẽ rút một quẻ xong rồi thầy xem cho con đúng không ạ? Không được. Để thầy sóc cái thẻ nó rơi ra nó mới ứng với vận mệnh của con. Vâng ạ. Hiểu không? Dạ. Thế thầy thầy để con sóc. Nào. Của thầy để thầy tự giải quyết. Gì mà nhiệt tình ấy. Thầy bắt đầu nhé. Dạ. Thầy ơi. Ôi giời ơi, hai thằng trời đánh chúng mày sọc vào thế à? Chúng mày có biết là tao đang sóc thẻ là tao ghét nhất những thằng sọc vào không? À. Bố ơi, hả? Bọn con đi đánh bạc thua hết tiền rồi. Cho chị tiền gỡ lại cái. Ui sạch rồi. Ui giời, chứ con lại hai bố. Hai bố có biết là hàng tháng con phải trả tiền điện này, tiền nước này, rồi đủ có lại tiền vào đầu con, không phải chúng xin tiền tao không có tiền nhá. Có thật bố hết tiền không? Tao mà nói điêu thì chúng mày làm con chó luôn đấy. Không quên nhầm, tao xin lỗi. Tao mà nói điêu thì tao là con chó nhá. Phương án mấy? Phương án 1 em. Tao biết rồi. Phương án 1. Theo phim của Ba Lan với cả Mỹ hợp tác, phim hình sự ấy, là phải chói tay đối tượng. Chói luôn. Để con xin bố nhá. Ok, thầy, thầy chết rồi mà. Thầy ấy. Bình tĩnh, không phải lo. Tôi cố tình cho bọn nó cướp đi đấy. Nhưng mà thầy ơi, nó cướp tiền lễ thế này, không biết là Thánh đã kịp chứng chưa? Dạ. Chứ Thánh mà nghĩ bọn con không có lòng thành mà Thánh quở thì bọn con khổ lắm á. Dạ. Anh chị cũng không phải lo, Thánh nhà tôi khôn lắm. Dạ. Đặt lễ một cái là thụ luôn. À, dạ. Vì mấy lần trước nhá, chưa kịp thụ nó đã cướp rồi. Dạ. Cho nên Thánh rất cẩn thận đặt cái thụ luôn. Dạ vâng, dạ. Đấy là yên tâm rồi ạ. Dạ. Dạ nhưng thầy ơi, đấy là hai con của thầy đấy ạ. À, đấy là hai thằng nhỏ, còn một thằng nhớn nữa. Dạ, thế cậu ấy đâu rồi thầy? À, nó đi nghỉ mát ở xa rồi. Dạ, thế ạ. Ừ. Tức là sao ạ? Tức là đi tù đấy. Úi giời. Ừ. Dạ, tội gì hả thầy? Ờ, ăn cướp tiện thể hiếp dâm. Úi giời. Tòa tuyên án là chung thân. Vâng. Nhưng may ấy, là tôi có người quen. À thế cơ. Đâm ra là xin giảm dạ. án được. Vâng. Từ chung thân mà xuống đến tận 100 năm đấy. Úi giời. Nó đi 10 năm, còn 90 năm nữa là về. Không biết lúc nó về mình có đi đón được nó không. Mà thôi, tập trung vào việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Cái gì đấy thầy? Úi trời ơi, đây rồi, trời ơi, ra rồi đây này. Úi trời ơi. Linh thật đấy. À, thẻ này ghi là anh chị có con trai đây này. Thế ạ? À? Thầy ơi, thế có nghĩa là cái đứa thứ 5 để con đẻ là con trai đấy hả thầy? Nhất định con trai thầy. Thẻ lại không ghi rõ là đứa thứ 5. Thẻ lại ghi là cứ đẻ đi rồi sẽ có. Tức là cứ đẻ mãi rồi sẽ ra con trai đấy. Dạ. Ừ. Nhưng mà thẻ này lại ghi thêm là thế này. Chị phải làm điều thiện. À, phóng sinh. Tức là nè, ví dụ như là thả cá này, thả ốc này, thả chim. Dạ. Tức là phóng sinh chim. Thế nhưng mà thầy biết rồi đấy, vợ chồng con lấy đâu ra chim mà. Yên tâm, thầy có. Dạ, dạ. Thế ạ. Ừ, đi vào dạ, trong thế, thầy mang ra đây vài con để vợ chồng con cùng phóng sinh ạ. Dạ. Thầy chỉ có một con thôi. Dạ. Đi vào trong này. Dạ, dạ vâng ạ. Ai vào ạ? Vợ con ấy. Dạ vâng ạ, con. Dạ thầy ơi,
con được không ạ? Sao lại phải vợ con ạ? Phải vợ anh thì nó mới thiêng. Dạ vâng anh ạ. Cứ ngồi ngoài này mà xem thôi. Dạ. Vâng. Đi vào trong này với thầy. Đi. Dạ vâng ạ. Đây nhà nó đây rồi. Thằng Hùng con đây rồi. Chị Cối ơi. Cối ơi. Để tao. Chị Cối đâu rồi? Hả? Ai đây? Ai đây? Anh tìm ai ạ? Thằng Chị Cối đâu? Chị Cối nó đâu? Thằng con trai mày lợ tiền của tụi tao lâu rồi chưa giả. Giờ nó trốn mất tiêu rồi. Hôn hồn thì giao nó ra đây nhá. Không hôm nay bọn tao chém chết cả nhà mày. Được chưa? Dạ. Quan tài tao để sẵn ngoài kia rồi. Cái biết rồi đâu, cái chém chết bà nó cho em ạ. Dạ vâng. Còn bản thân em, dạ thưa anh, em cũng đã không có tiền, em đang rất muốn chết ạ. Dạ cho em mượn con dao của anh ạ. Dạ. Quan tài anh để ngoài đúng không ạ? Bây giờ anh em mình ra ngoài, rồi em cứa phát vào cổ, em ngã lăn vào quan tài chết luôn, các anh bê đi hộ em cái. Dạ vâng ạ. Dạ. Này đi. Ông điên à? Hả? Ông mà chết thì làm sao bọn tôi đòi được tiền? Hả? Thế tao làm gì có tiền để giả bọn mày? Không chết thì làm gì? Hả? Hả? Làm sao? Anh ơi, anh làm ơn. Anh trả lợi cho con trai anh đi nha. Để bọn em còn đi đòi chỗ khác. Nếu mà không được, về đại ca em chém chết em. Anh nha. Này, rêu phong này, dây to này, cẩn thận xét nó đánh nhá. Nói nhẹ nhàng thôi anh còn trả. Thôi được, mai đến đây nhá. Anh giả cho 1/3. Vâng vâng. Thôi đi về. Về. Quay, vâng ạ. Quay xe về. Rồi thầy thấy đỉnh thật ấy. Quá phục thầy đấy hả? Còn con nhìn thấy cái đám xăm trổ là con bụt rụt hết cả chân tay nha. Thế mà thầy xử lý cứ như không ấy. Sao phải sợ? Dạ. Cái bọn xăm trổ ấy không là cái gì cả. Dạ. Nhá. Thầy không... Ôi cái gì đây? Lại thua hết tiền rồi. Bố có tiền đưa nốt đây. Bố giải đen cái. Bố làm gì có tiền đâu. Ôi, thầy ơi, sao vừa rồi cái đám xăm trổ đến, thầy can đảm lắm cơ mà, sao bây giờ thầy lại run thế, hoảng hốt thế? Bọn xăm trổ đấy nó chỉ dọa thôi, chứ bọn này là nó chém thật đấy. Bố để tiền ở đâu? Bố có để tiền ở đâu đâu. Bố cất tiền trong tủ đúng không? Phương An hai. À, bố biết rồi. Phương An hai bố biết rồi. Đây. Này, ở ngăn giữa nhá. Hai bên không có đâu. Đi. Ông bà này không có vẻ việc ông bà. Không có gì đấy. Không ạ. Ui trời ơi. Này, nó giống thằng anh nó. Chém trước, hỏi sau. Ui trời ơi. Tôi... Thôi, kệ nó. Bây giờ vào việc của mình đi. Chị đi vào kia. Tôi lấy chim cho mà phóng sinh. Dạ, thầy ơi thôi. Thôi ạ. Thế nên bây giờ không muốn con trai nữa à? Dạ vâng ạ. Con báo cáo thầy, bọn con cũng rất muốn có con trai, nhưng mà cứ cố quá thì không khéo lại thành quá cố đấy ạ. Con trai mà cứ... Nói nhanh, chó vô. Ôi Khuê ơi, sao lại ra nông nỗi này hả cậu? Tớ nghe nói cậu bị thương, nhưng không thể nào hình dung nó lại trầm trọng thế này. Hóng đấy à? Đau quá, nghỉ làm gần tuần nay rồi. Khổ thân cậu quá đi. Sao đi đứng kiểu gì mà bị xe nó tông thế này? Cậu nổi tiếng cẩn thận cơ mà. Đúng, tớ nổi tiếng cẩn thận. Xe tông vào tớ là hơi bị khó đấy. Thế nhưng... Thế làm sao? Chả là thế này. Hôm ấy tớ đang đi trên đường đi làm từ cơ quan về, thì là nhìn thấy một phụ nữ bị tai nạn. Thế là mình dừng xe rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Đang làm thủ tục nhập viện cho cô ấy thì không biết là ở đâu lao ra một ông đàn ông, cứ nhằm thẳng vào mặt tớ, đấm đá tui bụi. Tớ giải thích là
Không không không, tôi không phải là người gây ra tai nạn. Nhưng mà lão ấy không tin, cứ thế là đấm lia lịa vào mặt mình, đấm đến nỗi mà đến khi tớ nằm bất động ra, lúc ấy lão mới dừng tay đấy. Bây giờ mới khốn khổ khốn nạn thế này đây này. Khổ chưa chứ, người ta đã mất thời gian công sức cả tiền bạc đưa người gặp nạn đi cấp cứu, thế mà lại còn bị đánh. Trời ơi, thế này thì ai muốn làm người tốt nữa. Giờ cậu chưa ra đường ấy, gặp người bị nạn cậu có cứu nữa không? Ủa chào ơi cậu ơi, gặp người bị nạn mà không cứu thì lương tâm tớ không cho phép. Tớ không đành lòng làm như vậy. Cậu tưởng tượng mà xem, người bị nạn nằm im bất động như thế, xung quanh không có ai là người thân thích của họ, mình phải đưa người ta đến bệnh viện, càng sớm giây phút nào thì cái sự sống của người ta là càng sớm được giây phút đấy chứ. Thế sao lúc đó không gọi 115 thôi, chứ đưa người ta đi cấp cứu làm gì? Cứu thì vẫn cứu, gọi 115 thì vẫn gọi, nhưng mà nhìn thấy tai nạn mà không cứu người ta thì nhẫn tâm quá. Nhưng mà lần sau tớ sẽ cẩn thận, ngó trước nhìn sau, thế rồi đeo luôn cái bảng này ở trước ngực đây này. Tôi không phải là người gây ra tai nạn. Nhưng mà đi tán gái con ạ, cứ phải lì lợm chứ đừng có nản. Thế ngày xưa mà để tán được bác gái nhà mình chắc là bác phải có thủ đoạn gì kinh khủng. Đấy, mày cứ nói lung tung. Người ta là phải có một cái gọi là phương thức. Em thấy anh được không? Anh đuổi thằng Ôn kia về rồi đấy. Đi về, trai lạc này có chết hết mới tới biết anh. Đi về. Ông ơi, một thằng người ông ơi. Đây ông ơi. Mày định vào làng này để tán con Yến đúng không? Hôm nay ông lại còn đi con xe ga xịn thế này đến đây hả? Ông định coi rẻ thanh niên làng này đúng không? Đúng rồi ông ạ. Anh em, úp sọt mà tìm ngay cho ông cao cái em chắc chắn. Dạ vâng. Nhanh. Ông ơi, hai cái thằng kia đâu? Some everybody makes them don't.